Từ 18 giờ chiều qua, người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trong dòng người ấy có các em bé dai quàng khăn đỏ, những cựu chiến binh, những cụ già ở nhiều làng quê, thôn xóm. Tất cả lặng yên, thành kính, xếp hàng chờ vào chắp tay tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối. Những dòng người nối đuôi nhau tại các ngã đường xung quanh nhà tang lễ quốc gia. Xúc động khi được đứng trước linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người không cầm được nước mắt. Chưa bao giờ từng gặp bác, nhưng mà chỉ qua những cái hình ảnh trên TV, nhưng mà thực sự là dành cho bác rất là nhiều những cái tình cảm đặc biệt, như là một người thân luôn. Nói chung là ngóng từng giây, từng phút một ấy, đếm từng phút một để được vào bên trong viếng bác đấy. Tôi rất là xúc động. Bắt đầu khi nghe tin bác mất thì đã khóc rất là nhiều, ngày đêm đã khóc nhiều lắm rồi. Mỗi lần khi mà hôm nay được vào thì là thật sự là rất xúc động. Em đã cố gắng để không khóc rồi, nhưng mà khi vào thấy nói về Thượng Dung thì nước mắt nó cứ tự trào ra, không kìm được ấy. Anh Mi Yeon Kim, một người Hàn Quốc sống ở Việt Nam 7 năm nay, cũng vô cùng xúc động khi được lần cuối tiễn biệt Tổng Bí thư, người mà anh được biết qua các phương tiện truyền thông. Khi tôi đứng trước linh cữu của bác Trọng, tôi đã lặng đi một lúc lâu và không thể kìm được nước mắt của mình. Tôi rất yêu Việt Nam, rất yêu con người Việt Nam. Từ người già đến các bạn trẻ, cả những cựu chiến binh trên chiếc nạng sắt, hàng trăm lượt người dân vẫn cứ đối đuôi nhau đổ về các ngã của nhà tang lễ quốc gia, chỉ để một lần cuối được tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ. Đến hơn 22 giờ đêm qua, hàng ngàn người dân vẫn xếp hàng dài qua nhiều tuyến phố dẫn đến nhà tang lễ quốc gia để chờ đến lượt được thắp nén hương tiễn biệt Tổng Bí thư. Dù cơn mưa nặng hạt, nhưng trong tối qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người dân ở nhiều tỉnh phía Nam xếp hàng trước cổng hội trường Thống Nhất để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sổ tang điện tử trên ứng dụng VNEID là nơi để người dân trên mọi miền Tổ quốc gửi lời chia buồn, tri ân, chia sẻ ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cống hiến cả cuộc đời cho đảng, cho dân. Lớp trẻ nhưng mà cũng đã được nghe rất nhiều về những cái đóng góp của bác cho đất nước. Được biết bác là một con người rất là liêm khiết. Thì đối với tôi thì sự ra đi của bác là một niềm mất mát rất là to lớn cho đất nước. Hàng triệu người gửi những lời tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo được nhân dân yêu mến. Rất nhiều trong số đó là những lời xúc động, thành kính tri ân của thế hệ trẻ dành cho Tổng Bí thư. Từ thủ đô Hà Nội đến biên giới hải đảo xa xôi, không khí trầm lắng trong ngày quốc tang tưởng nhớ người lãnh đạo tài ba kiên trung của đất nước.